Thì ông tưởng này không bị bãi à? Bãi gì? Bánh sọt miền Tây. Nhìn hấp dẫn không? Hồi mà muốn cho tao thèm á, đưa cho Nhi ăn nha, là đem giục nồi bánh sọt luôn. Hot boy đổ bánh sọt. Này có lọc vô mới đẹp mà chó đó, nó vô trong phòng nằm à. Đây là công chúa bánh ướt của tôi. Không ai nói thôi, nói là khóc đó. Hồi đến khóc nữa vậy. Đi con này một con. Bị nó em. Bị em quánh cũng khóc luôn nữa. Bị Lộc quánh cho bóp khóc luôn. Bắt đầu nó hồi khóc cái gì ông nội. Đây. Rồi đi đi đi. Đang ăn ông hàng bà chính lên nhà bà chơi đi. Lên nhà bà đi, bà mua đồ cho ăn không chịu đi. Mày có mua của cây gót không mà anh? Tôi không mua, cái đầu không mua. Có của cây gót nữa. Cây gót đâu mua? Kêu anh Bin kìa đi mua. Chín chưa? Hồi nãy không chìa chừa nước dừa, tao gãi lên mấy mặt một miếng. Nãy nước dừa chừa có nhiều không? Ừ. Quậy lên. Ừ. Mà hồi cái nó chín ra nó có cái nhị ở trên á. Rồi đây là. Lắc đá dĩa. Mạnh ra làm đây là ngồi đây nhà tôi đổ cả 5 kg nếp ngồi đổ bán bỏ làm tay ra sao Bin ơi, anh chị ra sao 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 thấy sao béo bột mềm thơm hành tôi làm à. Tôi làm mà. Vậy là thử đi. Qua chị biết làm nước mắm rồi. Bánh xào tôi thì đổ ngon đó, mà không biết chị nước mắm làm ngon không thì tôi không biết. Có gạo không? Có trời. Chưa vàng. Đây là cái tô nước mắm của em gái mưa làm, nhìn hấp dẫn ha. Cái này mà chấm bánh khọt vô cái nữa là chết liền.
ăn vậy tê tê. Trái lên nữa là ngon tuyệt vời luôn. Hồi làm dĩa cúng bác ơi. Dĩa cúng ông anh Kết Nghĩa. Ông anh Kết Nghĩa Phước Mặt Phước Mài. Nhậm gì trời. Quay clip chứ nói chứ mắc gì mà không nói, đừng nói bậy thôi. Nó cái này là cái gì khúc vừa. Đâu mày dở cái lên cao lên cho tao quay coi. Tôi nhìn thấy thèm coi. Coi đừng nhúc nhích, đã mày đưa lên thôi mày nhúc nhích sao tao thấy. Nhìn hấp dẫn không các bạn? Này mà chấm nước mắm nó là quất. Rồi. Đi ra đâu, đi ra đâu. Mà nó mất bán rồi. Bao bây giờ sẽ gì? Ngọt đổ như bánh xèo. Đây là nghe mỡ mà nghe tôi ăn mỡ tỏi nó thơm nó gì chịu rồi nó bọt nè chết nè tinh tí từ dầu bột tí đúng quá. Em gái mưa của tôi đã ra đang nó sắp gào nha quý vị. Rồi sửa áo đi bạn ơi, đổ bánh khọt mà lồn chip nha bạn ơi. Chẳng nào nó cứng á. Đó, chai miền Tây đổ bánh khọt ăn ngắt ngay luôn. Rồi nó cứng, cái vỏ ngoài trong nó mềm như là được. Ngon vậy ngon á. Ok rồi. Trời ơi, kinh nghiệm tu mấy năm, suốt 8 tuổi tôi bán. Chị bà cũng muốn lên YouTube. Ăn cho thấy thèm cái bà nội ăn gì mà chúc chúc. Cái này là cái gì không? Không phải bột nha. Cái này nước cốt dừa đó, một ký dừa mà tôi dắt ra được còn không chén nữa. Tôi lấy cái nước cốt nữa. Một ký dừa mà còn có nhiêu đâu. Chơi ở đây là nó. Thôi mình lấy cho bà ngoại luôn đi. Cái đầu nãy nó đặc nhất mà. Tôi lấy cái hộp rồi. Đúng vậy. Để má là nhiều mà. Hộp ở bên. Không có em gái mưa là cả như hết phim. Bộ phim hết tập. Đó nè, bây giờ là rau sống nè, nước mắm nè, nước cốt nè. Dừa nè, trà đá của anh đổ bánh khọt, trà đá nè, rau sống nè, đổ bánh khọt không có uống trà đá, thôi phải làm đó. Bánh khọt nè, nó là quất, trà tư, bán đường hộp nè, trời cô ngoại. Mấy bạn thông cảm đi, các bạn đổ bánh khọt này bị tâm thần nhẹ. Đang chữa trị mà chưa hết. Béo cực kỳ luôn. Béo lung linh cành dưa. Mí thôi. Lấy cái nắp rồi coi cho nó sáng coi, tự nhiên đưa nắp che là gì. Quá béo. Rồi. Dở dở lên coi, dở dở lên coi mấy cái kia thử thử coi. Quá ngon. Bị tai biến đổ bánh khọt. Đổ bánh khọt mà nước miếng chảy rầm rầm. Biết cái này là cái gì không? Quẹt. Vậy mới giống mà sao đó.
Cho ai? Nhi không ăn hành hả? Đây là mẹ mình các bạn ơi, đổ bánh khọt cúng cho mẹ.